Thưa quý vị, những khoảng thời gian mộng mơ mơ mộng, một chút băn khoăn đợi chờ lạc lõng, một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng, một chút xuyến sao, một chút thế thôi quý vị ơi. Ngày hôm nay họ đã kết thúc một khoảng thời gian dài. Thời gian đó đủ cho cô dâu chú rể họ quyết định chọn nhau làm vợ làm chồng. Và ngày hôm nay chú rể sinh hợp và cô dâu nhị thúy họ vẫn nằm chung trong quy luật đó, và trải qua những ngày tháng quen nhau yêu nhau để đến ngày hôm nay đôi bạn trẻ này họ chính thức về chung một nhà, và từ giờ phút này họ sẽ là nghĩa vợ tình chồng, chung tay góp điều tâm thắp đi tình yêu này để chứng minh rằng tất cả những gì cô dâu chú rể họ chọn luôn luôn là đúng quý vị.